lời vật đó. Và trên ba đường vẫn nhiều vãi đồ ra sổ và trên luôn là này nhiều trẻ mày lắm. Thề bây giờ đầu nhiều như thế. Nói chung chuyện này thẳng bốn anh em mình đánh. Đây này, có đánh nó ba đây mà nếu xin em vừa cười vậy. Ô bây giờ đây đúng không? Vâng, vậy là tươi rồi anh em. Vâng, ca tha cho Son Rom. Vâng, những cái quân mà mang cái tầm độ bình thường thôi, chúng ta chỉ nhìn ra được mỗi quân bàn của xi măng. Vâng, nhưng mà thế mà lại thì ngay mà khi chúng ta thấy thời điểm đầu mà xi măng cũng cảm thấy là tương đối là khó thở, cái cầm cùng cánh với Sen. Nhưng mà một trận đấu hay của cả team. Về sau mà để game thủ gì rồi là ưng rồi. Và một tên công phu cực kỳ thốn ấy, tên ấy cực kỳ thốn luôn. Vâng, xi măng thì đang hiện tại đã có 2C rồi. Anh trai ngoan rất để ý đến những cái khoản này. Vâng, không biết là có cùng quê của game thủ xi măng không. Vâng, phô rồi, 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 trận này không quan trọng quân nữa rồi. Rồi, vâng, vâng, em nhìn thấy cho Son vào đấy rồi. Vâng, thấy cho Son, vâng, cho Son chó cá gà đây luôn. Vâng, vậy là bên kia. À, bên mình à? Bịp. Mẹ tưởng bên kia cơ. Vâng, em nhầm anh em nhá. Vâng, bên kia là, vâng, tứ tuyển. Con mác là ưng rồi, thì tự nhiên cái con Red của Quýt lại có đất diện. Vâng, bên kia thì kiểu gì sẽ một mác C thì cũng ngang. À, con Nia nữa anh em ạ, còn con Nia nữa thì đâu đêm nữa. Ờ, anh em cố gắng ôm được con Nia thôi, còn con hai mác kia thì để 5 cân, màu 5 cân, Quýt cân được hai mác này. Vâng, Hoàng Mai Nhĩ, ui, chó sọt, vãi. Cờ rờ. Vâng, Greg đến từ game thủ Quýt. Xi măng cầm phô và cuối cùng là Kata có nhất. Vâng, chó cá gà có đủ. Gia súc gia cầm có đủ trong trận đấu này. Phô thì em chưa hình dung ra. Vâng, một cái tết ấm no. Chó cá gà và phô khả năng là bánh trưng, nếu em không nhầm. Vâng, đây là màn hình máy phô của game thủ xi măng, bài của cỏ phụ rồi. Vâng, báo về là đánh 5A. Sẽ là một tên gom hàng chạy đi và bắn nhà. Hai con mác sẽ là mục tiêu. Bên kia có con chấm tuyển pan. Vâng, đây là Quýt rồi. Vâng, Quýt này sẽ đánh cái gì đây? Nếu mà con Dia đầu cánh thì đẹp quá, thì Quýt sẽ đánh được y thủ. Nhưng mà nhà thế này có thế không? Đây là cái máy game thủ Hoàng Mai Nhi cầm cho Son. Và nhất đây, Kata đây. Màn hình trắng xóa rồi. Vâng, thấy mỗi bài xi măng là ưng rồi. Quay xong xem xi măng đi. 7 hiếu 7. Vâng, báo về thôi, rút thêm một A rồi. Để sóc đều 5 tơn. Bài khỏe thì cứ dã cung A. Mình thì làm gì có cung A nhỉ. Vâng, cảm... vâng, anh Trần Quang Hiệp. Em vào gì đấy? Kiểu gì thôi, thấy bên thấy kia quân xấu cái tầng bên họ. À vâng, vậy thế anh trai ngoan cùng quê với Quýt và này quan tâm xi măng à, chéo cánh à. Rồi anh Phan Quân có tên Pan Giang Nga. Vâng, hay lắm. Bảo vệ Quýt ở bài có thể bơm được cho mỗi nhà trăm thực. Đây là màn hình máy Quýt ở cái thế 3 giờ. Rồi anh em quan trọng gì đâu anh. Thắng trận chung kết rồi. Còn trận này đi đánh kiểu gì thì đánh. Mình thắng trận chung kết là ưng rồi. Vâng, nhưng mà anh Đoàn Bá Đạt phô đầu cánh anh cũng ngà thế thì khác gì. Bảo thôi mày đến mày chém tao đi.
Vâng, em chào anh Thành mắt to hộ anh người phán xử nhá. Bảo chú đi ngủ đi à? Vâng, bảo anh ngu đi ngủ nhá. Em tí níu nữa đây, bảo là thành anh ngu đi thì lại chết. Vâng, anh em nay xem anh mẹ hơn đi. Vâng, xi măng này đang có một cái vận vận đỏ. Vâng, một bài là kích vào quý 8. Nhưng mà đang dâng lò rồi. Anh em chim lợn bỏ quý đánh các nhà nhưng mà thôi rồi, dâng lò rồi. Hai con dân đã đi rồi. Vâng, một cái thế gọi là bay. Bán máu kiệt lực, không cần gì cả. Vâng, báo về là Gunny lạnh đi một dân. Mark thì cũng lạnh đi một dân. IA đánh cung đến từ nêm. Khi cảm giác vừa rồi là cầm sen nhưng mà chỉ kin được 9 thôi. Nên bên Sài Gòn sẽ yêu cầu là nêm thôi, anh cầm quân gì anh cũng quăng đánh cung đi. À, anh Nguyễn Khắc Hải em không biết là đánh mấy C anh ạ. Chưa biết được. Nhưng mà nếu là C này thắng thì thôi anh ạ. Là thôi. C này thắng thì nghỉ. Còn nếu mà ví dụ trong trường hợp mà hòa thì thôi. Ăn 2C vậy. Quý tương nờ rồi. Nhất thì sao? 25/28. Đây rồi, đây rồi. Triệu Tử Long max C rồi. Đã có giò rồi. Vâng, một trận nên là sớm mới từ game thủ Triệu Tử Long. Vâng, cảm ơn anh Mạnh Tuyến fan cứng. Kẹp 6 giờ. Vâng, anh em vừa báo rồi. Cảm ơn anh Bù Hin nhá. Cảm ơn anh. Bây giờ em sẽ quay lại những diễn biến của trận đấu này. Chỉ báo gì thôi. Thôi báo đi. Đây là 27/28 của game thủ Quýt. Đang đây đây 4-4-4 à, đúng nhà đánh cùng luôn. Vâng, phải nói là có một trận đấu mà em nhớ là Roman của Quýt cũng đánh thẳng vào nhà Triệu Tử Long cũng cầm liên quan đánh cùng. Và nếu mà trận này mà game thủ nêm chết luôn thì sẽ là Quýt luôn, không phải suy nghĩ. Vâng, khổ rồi. Ông dâng đúng nhà đánh chủ lực bên nọ luôn. Vâng, nhà 4 thì chắc chắn là không bao giờ có thể bỏ kịp. Vâng, khoảng tầm N dân đang ăn gỗ rồi. Vâng, A đây rồi. Đài truyền hình K cộng. Cần mỗi anh em bơm cho 100 gỗ để có thể K cộng vào đây luôn. À, màu 5 anh ơi. Rồi, 100 gỗ từ xi măng. Ta xem tên này đi. Vâng, giò 3 khả năng chạy vào trong bên trong rồi, bên trong rồi. Đã lên bánh xe. Một lò K. Vâng, lên bánh xe rất cẩn thận đến từ game thủ Cam Quýt. Báo về là Max C đình có thể có y của game thủ Triệu Tử Long. Điểm số này của anh đang rất cao. Rồi, hóa máy xi măng một chút đi. Ờ, xi măng bơm luôn rồi anh ơi. Rồi, ok, 100 gỗ cho game thủ Quýt để có thể công ca vào tơ này. Vâng, nhà game thủ no name. Vâng, tôi thấy nhà không đẹp đâu. Vâng, nhà có đúng một cánh rừng thôi. Mà bo tơ này cực kỳ tốn lực. Ui rồi. Đây, ở góc gì nhỉ? 10 giờ. Anh vào là chết luôn. Nhanh nhanh giải quyết nhanh nào, báo về là y thủ hộ rồi. Cẩn thận. Rồi, ok. Vâng. À, chết con ca, vâng, ba về sớm quá. Vâng. Ba về một tôn chắn chết ca luôn và có cả y sang đây thủ cho game thủ no name luôn. Và màu 2 cũng vào chân dân ăn hoàng game thủ Quýt. Vâng, ba thì chết nhiều nhưng mà quan trọng là cái tôn này. Vâng, xi măng thì sao? Ô, từ từ anh ơi. Bắn fit tầng 2 đi rồi vào cũng được. Bắn fit với vàng thì vâng, vậy là bên game thủ màu 2 cũng chết rất nhiều rồi. Xi măng đã bỏ nhà đi. Đây mà anh ấy bắn đi, nhà nó trên rộng, bắn đi là vào được mà. Vâng, bên kia có 5 con cung A rồi. Vâng, báo về tham đè. Khi bên kia nó có 2 mark bất tham rất nhanh kìa ca kìa. Ca, ủ mày quá không để ý ca. Ồ. Rồi, kê. Vâng, kê phải kê. Rồi, lấy thân mình đắp lỗ trong ai để kê con ca này.
600 gỗ anh bơm cho Quýt thêm 200 gỗ nữa được, được ca nữa đi. Rồi. Vâng, phải kê con ca này, phải kê con ca này. Ok. Cùng Nga đứng một chỗ đẹp quá, cầu giữa. Rồi. Vâng, thoải mái đi. Gỗ của xi măng là rất nhiều. Rồi. Từ turn này sẽ là turn mà khi game thủ mà đâu nên rất là xấu thôi. Nhạc cực kỳ xấu. Đi đằng sau nha. Ăn được anh quyết đâm đi đồ tôi rồi. Đi vậy đã cùng. Vâng, bên kia chắc chắn sẽ bơm đồ cho game thủ nó nêm sóc cung thôi. Phải vào. Bắn em. Vào. Rồi vào rồi. Đây, vào rồi. Vâng, vậy là game thủ của 4 nó bay nhà luôn. Xiền, vâng, hay rồi. Ở vẫn còn ca cầu đến tôi quýt. Vâng, rất nhiều dân cảm tử ra đập con ca này. Nhưng mà quýt sẽ đâm lát nhà bộ 4 này. Bây giờ anh em quản đi xem 4 sẽ hội chạy về đâu. Khi báo về. Vâng, báo về là game thủ Gunny Hoàng Minh Nhi báo về là game thủ Gunny còn khỏe nguyên. Vâng, trận này là Gunny gầm ban. Hù được không? Được không? Úi dồi, vãi nặng. Vâng, một lò. Khả năng 1L, 1A từ game thủ ban rồi. Nào, được không? Được. Rồi, ok. Vậy là được rồi. Mãi có phải được một con. Vâng, vậy là tên này là có thể đỡ được game thủ ban rồi. Hoàng Hoàng Nhi Tham vẫn đang khỏe. Vâng, xem xi măng đi, báo vệ. Đây, 4-4 này, 4-4 này, 4 việc khả năng chạy lung tung rồi. Quả nào? Nhất thì sao? Vâng, báo vệ là 3 feet. Vâng, một trận đánh tốt của game thủ ban nhất. Tham này là vâng, tham này đẹp quá rồi. Tham đẹp 6-4 rồi. Nào, xem xi măng đi. Vâng, tham là 34/28. Đang bị đen nhà đến từ game thủ sang lắp. Năm sáu dân thôi. Sao chạy quanh hốc bắn anh nhở? Ồ thế, à đây, bàn này tập trung đâm hết xuống đây cho bàn chết luôn. Là sẽ thắng trận này, Pan sẽ bơm đồ cho IA để sóc cùng. Vâng, đúng luôn. 4 đang có cái mặt đây rồi. Chắc chắn luôn Pan sẽ bơm đồ cho game thủ No Name để sóc cùng trận đấu này. Ồ, nó phát hiện nha. Nó phát hiện cái chỗ này rồi đấy. Rồi. Ôi, đông, chạy. Chạy. Vâng, phải lấy được nhà ban khi ban là loại bơm đồ không có thuế. Lạc đà nhiều đấy. Khoai đấy, ban nó bơm đồ cho IA ấy. Ban cũng thuế nó bơm đồ IA, ban khỏi nguyên mà. Quýt đâu? Không có phù đâu. Một hai con thì không sao, có phù đi ăn đứt hết. Quan trọng quay. Từ, đợi anh em vào, Quýt đang mang 5 con đi xuống đây rồi. Không thì nhất với anh mang mạng được, đấy vào đi. Vào luôn, vâng, rất nhiều dân của game thủ 4, game thủ bắn nhất đang có tên người ta gọi là sọc từ dưới lên. Xì mang đứng dốc bắn, đòi, được ấy, chết luôn, không phải suy nghĩ. Không đỡ được luôn, mà chưa cần y Quýt đến. Vâng, Quýt rồi. Quýt không. Vâng, rất hay đến từ các người Hà Lan. Và đó là một trận đấu rất hay luôn. Vâng, anh em đang vào cầu rồi. Nhưng mà phải nói là trận đấu này 1-4 là nhà rất là xấu. Vâng, xe đấu thứ 3 là con trận đấu là đã hơn 2 xe trước. Vâng, khả năng chúng ta gì rồi. Em thấy giày của em đang rất là đỏ. Vâng, rất hay. Vâng, vậy là trận đấu xe đấu đầu tiên đã kết thúc số là 1-0. Nhưng về phía Tiam Hà Nam. Vâng, thơm thì rồi. Vâng, bên kia quân là tứ tuyển ấy. Maxi nói gì nói cũng là tuyển chứ không phải là quân đều. Quân tứ tuyển ấy. Vâng, một trận đấu anh hay đến từ cả team.
Chúng sút đen đủ đến từ anh Bách là khi phù là tương đối đen thôi.